Xin chào mừng các bạn đến với Reading Books số 156 của Thái Hà Books. Các bạn thân mến, trong tình yêu có muôn vàn khả năng. Góc xa nhất của nó hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng ta, mặc cho chúng ta đã từng yêu nhiều đến bao nhiêu, lâu đến nhường nào. Tình yêu sẽ luôn là một ẩn số thầm lặng mà chúng ta chỉ biết cúi đầu, đầu hàng trước sự ngây ngất lẫn đớn đau của nó. Trong Reading Books kỳ này, Thái Hà xin giới thiệu tới các bạn trích đoạn của cuốn sách Trưởng thành khi yêu. Cuốn sách Trưởng thành khi yêu cùng độc giả khám phá đặc tính của một tình yêu tỉnh thức và vai trò quan trọng của chúng trong các mối quan hệ. Nền tảng của một tình yêu trưởng thành chính là sự cam kết trao cho nhau những gì tác giả gọi là 5 chữ A: Attention, quan tâm; Acceptance, chấp nhận; Appreciation, trân trọng; Affection, yêu thương; và Allowing, cho phép, với rất nhiều bài thực hành dành cho các cặp đôi và cả người độc thân. Trưởng thành khi yêu giúp người đọc hiểu sâu và có cái nhìn tích cực về hành trình yêu thương trọn đời. Mở đầu. Chỉ tình yêu thôi là chẳng đủ, trừ khi chúng ta có được sự anh minh và biết tận hưởng tình yêu của mình. Tôn ông John Suckling. Trong tình yêu có muôn vàn khả năng, góc xa nhất của nó hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng ta, mặc cho chúng ta từng yêu nhiều đến bao nhiêu, lâu đến nhường nào. Tình yêu sẽ luôn là một ẩn số thầm lặng mà chúng ta chỉ biết đầu hàng trước sự ngây ngất lẫn đớn đau của nó. Luôn có điều gì đó vui tươi và can đảm ở tình yêu, khiến ta mạo hiểm bước vào mê cung của nó bất kể hiểm nguy. Tuy nhiên, không phải tình yêu nào cũng sẽ mang lại cho chúng ta hạnh phúc hoặc tạo nên sự gắn bó lâu dài. Điều đó đòi hỏi phải có kỹ năng, một kỹ năng mà chúng ta hoàn toàn có thể đạt được. Rèn luyện có thể giúp chúng ta đủ thuần thục để khiêu vũ duyên dáng và hòa hợp cùng nhau, cho dẫu ban đầu ta có thể rụt rè hay lúng túng. Mỗi người sẽ trải nghiệm yêu thương theo những cách khác nhau, nhưng đối với hầu hết chúng ta, luôn có 5 khía cạnh nổi bật của tình yêu. Chúng ta cảm thấy mình được yêu khi đón nhận quan tâm, attention; chấp nhận, acceptance; trân trọng, appreciation; âu yếm, affection; và được phép sống với những mong cầu sâu thẳm nhất của bản thân, allowing. Chúng ta cũng thể hiện tình yêu theo cách tương tự. Trong suốt hành trình của cuộc sống, 5 chữ A này sẽ chạm vào chúng ta bằng nhiều hình thái khác nhau. Thời thơ ấu, chúng ta cần 5 chữ A này để phát triển lòng tự tôn và một cái tôi lành mạnh. Chúng là những viên gạch đầu tiên xây dựng nên bản sắc của một nhân cách chỉn chu. Trải nghiệm của con người có một sự thống nhất hết sức đặc biệt và chính xác. Những gì chúng ta cần cho việc xây dựng bản thân cũng chính là điều ta cần để xây dựng một mối quan hệ hạnh phúc khi trưởng thành. Tình yêu khi ở trạng thái tuyệt vời nhất có nghĩa là cho và nhận 5 chữ A này. Đó cũng chính là niềm vui và sự giàu có của một mối quan hệ tình cảm. 5 yếu tố hay khía cạnh nêu trên của tình yêu cũng cho thấy định mệnh của chúng ta là phụng sự thế giới này như những thực thể tâm linh trưởng thành. Những bậc thầy tâm linh vĩ đại như Chúa Giêsu hay Đức Phật cũng đã trao tất cả 5 yếu tố này cho chúng ta. Thông qua việc tu tập, chúng ta sẽ tiếp cận một nguồn sức mạnh lớn hơn cả cái tôi của mình. Sức mạnh ấy sẽ nuôi dưỡng ta bằng cách trao cho ta đặc ân của sự quan tâm, sự chấp nhận, sự trân trọng, sự âu yếm và sự cho phép. Có một sự tương đồng đầy xúc động hay một sự trùng hợp ngẫu nhiên đầy ý nghĩa hình thành nơi chính con người trong suốt cả cuộc đời. 5 chữ A này vừa có thể đáp ứng những nhu cầu tinh thần từ thời thơ bé, vừa có thể đáp ứng những yêu cầu của các mối quan hệ khi trưởng thành và của tâm từ, cũng là những phẩm chất thiết yếu để thực hành chánh niệm. Trên chặng đường phát triển huy hoàng của nhân loại và tâm linh, chính những chiếc chìa khóa này sẽ mở ra mọi cánh cửa tiến hóa cho chúng ta. 5 chữ A đến với chúng ta như một món quà của thời thơ ấu. Sau đó, chúng ta sẽ ban tặng món quà này cho chính mình và những người khác. Chúng không phải là kết quả của nỗ lực, mà là tình yêu thương tràn đầy, tự tuôn chảy đến muôn người. Chúng ta không cần phải cố gắng. Ta chỉ đơn thuần nhận ra mình sẽ quan tâm, trân trọng, âu yếm, chấp nhận và cho phép những người chúng ta yêu thương được là chính họ. Thể hiện được 5 khía cạnh này chính là thiền tâm từ rồi đấy. Có cách nào để thể hiện khả năng cho và nhận những yếu tố cần thiết này không? Có chứ, chúng ta có thể làm được điều đó nhờ chánh niệm.
khả năng nhận biết thực tại ở đây và bây giờ mà không phán xét, dính mắc, sợ hãi, kỳ vọng, phản kháng, thiên vị hay kiểm soát. Đây cũng chính là ý nghĩa của giao tiếp hiệu quả. Thông qua chánh niệm tập trung vào yêu thương, chúng ta thành thục hơn trong việc trao tặng 5 yếu tố này cho mọi người, bao gồm cả chính mình. Trong những trang tiếp theo, tôi sẽ liên tục đề cập đến thiền chánh niệm và thiền tâm từ như một con đường nhanh chóng dẫn ta đến với tình yêu thương sáng suốt và giàu ý nghĩa. Cuốn sách này sẽ thảo luận về từng chữ A và công dụng của chúng trong suốt thời thơ ấu, cũng như trong các mối quan hệ và sự trưởng thành tâm linh của chúng ta. Sách cũng sẽ gợi ý những phương cách rèn luyện để giải quyết các vấn đề từ thuở nhỏ, tạo dựng những mối quan hệ hạnh phúc, trở nên tỉnh thức và từ bi hơn về mặt tâm linh. Thật sự, những bài thực hành trong sách chỉ hướng tới một tham vọng duy nhất, giúp bạn khám phá tình yêu thương tràn đầy bên trong mình, và thế giới sẽ được đón nhận phúc lạc ấy. Tất cả những điều này đòi hỏi chúng ta phải cùng nhau thực hiện một cuộc hành trình của lòng dũng cảm, bởi nó sẽ liên quan đến cả nỗi đau và buộc chúng ta phải chuyển từ sự tập trung vào bản ngã cá nhân sang cùng nhau đối mặt với những thăng trầm của cuộc sống. Cuốn sách này sẽ dẫn dắt các bạn trên con đường ấy, cung cấp phương tiện để những cặp đôi đang yêu có thể cùng nhau tận hưởng hành trình này một cách an toàn và hạnh phúc. Chúng ta sẽ ứng dụng tâm lý học phương Tây và tâm linh của cả phương Đông lẫn phương Tây, không phân chia sau trước mà sẽ thực hành tất cả song song. Những công cụ được sử dụng chủ yếu trong tâm lý học sẽ giúp giải quyết những ẩn ức cá nhân và thơ ấu của bạn bằng cách xác định, xử lý và giải quyết các vấn đề để bạn có thể thay đổi và phát triển. Các công cụ tâm linh bao gồm buông bỏ tự ngã, trau dồi khả năng chánh niệm và trau dồi đức hạnh của tâm từ. Chúng ta sẽ đạt được chánh niệm khi thực tại vượt lên trên bản ngã. Đó là lý do chánh niệm có thể mang đến sự gắn kết, một món quà vô ngã của tình yêu. Những người đang yêu đều tìm thấy bình yên khi cùng nhau bước vào con đường tu tập. Sự gắn bó của họ cũng hạnh phúc và lâu bền hơn. Một mối quan hệ có thể buộc chúng ta xem xét lại mọi cảm giác và ký ức trong suốt cuộc đời mình. Thực hành trị liệu tâm lý bao gồm xác định và giải quyết những bế tắc trong cảm xúc cùng các vấn đề khác. Xác định nghĩa là nhìn thẳng vào vấn đề. Trong quá trình xử lý, chúng ta chú tâm quan sát cảm xúc của mình, khám phá ý nghĩa của chúng cho đến khi chúng tự xoay chuyển hoặc mở ra một con đường đưa ta vào sâu bên trong tâm khảm của chính mình. Đó mới là lúc vấn đề được giải quyết. Trong thực hành chánh niệm, ta sẽ thấy điều gì đó rất khác. Ta để cho cảm xúc hay suy nghĩ phát sinh rồi nhẹ nhàng buông bỏ chúng. Chúng ta không xua đuổi chúng, cũng không níu giữ chúng. Mỗi phương pháp này đều có thời điểm thích hợp của nó, nhưng chúng ta cần phải thực hiện cả hai. Chú tâm và buông bỏ là bộ đôi công cụ sẽ được trình bày xuyên suốt cuốn sách này. Trị liệu tâm lý mà không có chánh niệm chỉ giúp ta giải quyết vấn đề tạm thời. Chánh niệm đi cùng với trị liệu sẽ giúp chúng ta hóa giải được cái bản ngã đã khiến ta phải tìm đến phương pháp ấy. Chuyến hành trình can đảm ấy là ẩn dụ về nỗi khao khát trong linh hồn mỗi người. Nỗi khao khát về một điều gì đó giúp chữa lành những đổ vỡ, mất mát trong thế giới hữu hạn của chúng ta. Bước đầu tiên của hành trình can đảm là rời bỏ nơi chốn quen thuộc, tiếp đến là chặng đường vượt qua thử thách để tìm đến vùng đất mới. Và cuối cùng là trở về nhà với món quà tỉnh thức dành cho tất cả những ai thật sự mong cầu nó. Những người yêu nhau có thể tìm thấy nhau trong sự lãng mạn, tranh biện với nhau trong sự xung đột chỉ để được gắn bó trọn đời. Có vẻ như chúng ta không thể trưởng thành trong tình yêu nếu không trải qua chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm này. Nhưng phương cách chữa lành kiểu Tây phương này sẽ không thể được hoàn thiện nếu thiếu đi tâm từ và chánh niệm. Tự chung, chúng ta cần đứng dậy và bước tiếp, nhưng chúng ta cũng cần ngồi lại và chiêm nghiệm. Khi tham gia hành trình này mà không có thiền định và tĩnh lặng, chúng ta có thể rơi vào cái bẫy của chủ nghĩa tích cực hướng ngoại. Khi thực hành thiền định mà không có ý thức rằng mình đang bước vào một hành trình chuyển hóa, chúng ta sẽ rơi vào cái bẫy của chủ nghĩa tĩnh lặng hướng nội. Thanh âm phương Đông cho chúng ta biết mình đã ở nơi đây. Thanh âm phương Tây kêu gọi chúng ta bước ra ngoài để quay trở về nơi đây trong sự trọn vẹn. Chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu và cũng chẳng biết sẽ về đâu nếu không có sự kết hợp đó. Đức Phật không ngồi thiền mãi, Ngài vẫn đi ra thế giới để giảng pháp. Chúa Giê-xu không đi giao giảng và chữa bệnh mãi. Đôi khi, Ngài vẫn ngồi tĩnh lặng một mình trong sa mạc.
Trái tim con người chứa đựng nhiều tình yêu hơn mức nó có thể lan tỏa trong một đời người. Cuốn sách này sẽ gợi ý phương cách kích hoạt tiềm năng dồi dào đó. Tình yêu vẫn luôn là điều bí ẩn và có nhiều yêu cầu. Không ít người trong chúng ta vừa sợ hãi lại vừa khao khát nó. Vì thế, chúng ta chắc chắn sẽ cần một sự hướng dẫn bao quát về tình yêu. Cuốn sách này sẽ giúp bạn khám phá những lãnh địa yên bình lẫn những vùng tối đáng sợ trong tâm hồn và thắp sáng con đường đi xuyên qua chúng. Hành trình ấy không bao giờ là quá muộn hoặc là quá dài đối với bất kỳ ai trong chúng ta. Tôi đang viết những dòng này với tư cách là một nhà trị liệu tâm lý theo Phật Pháp và là một người đàn ông với không ít nỗi niềm trong cuộc sống. Tôi đã gặp rất nhiều vấn đề nhưng may mắn đã tìm ra cách đối phó với chúng. Tôi phát hiện ra nghịch cảnh không phải là những cái động không đáy. Chúng chính là những cánh cổng dẫn ta đến với một cuộc đời phong phú hơn. Trong sách, tôi sẽ nhấn mạnh tiến trình chúng ta gặp khó khăn và mọi thứ tồi tệ đi như thế nào. Nhưng hãy tin tưởng để tôi được chỉ ra những cách giúp mọi thứ suôn sẻ hơn và giúp chúng ta cùng với cả thế giới tốt đẹp hơn. Giác ngộ chỉ có thể xuất hiện khi người và người biết yêu thương nhau. Vì vậy, duy trì các mối quan hệ không có nghĩa là hai hay nhiều người chịu đựng lẫn nhau, mà là thế giới sẽ ngập tràn tình yêu hơn, bất chấp muôn vàn nỗi thống khổ lẫn hân hoan. Những nội dung tôi chia sẻ ở đây không nhằm giúp cuộc sống chung của các bạn êm thấm hơn, mà chỉ để cho bạn cách đối mặt với những chông gai khó tránh khỏi bằng sự hài hước, thoải mái và rộng lượng. Một cái tôi chưa được rèn luyện sẽ không thể làm được điều này. Chỉ có một trái tim tỉnh thức mới có thể làm được. Con đường tâm linh sẽ đưa ta tiếp cận với tình yêu theo cách tốt nhất. Như một phần thưởng, nỗ lực cá nhân hữu hạn của chúng ta sẽ hàn gắn thế giới rộng lớn này. Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ đặt ra những câu hỏi sâu sắc như dưới đây và giúp bạn tìm thấy câu trả lời cho chúng. Tôi cần phải làm gì để tìm thấy niềm hạnh phúc mình luôn muốn có? Tôi sẽ được yêu thương theo cách mình luôn muốn được yêu thương chứ? Tôi cần phải làm gì để buông bỏ quá khứ? Tôi sẽ học được cách bảo vệ ranh giới của mình, yêu cầu người khác phải tôn trọng chúng và cũng tôn trọng những ranh giới của họ chứ? Liệu tôi có buông bỏ được nhu cầu kiểm soát sự việc không? Liệu tôi có dám yêu hết lòng không? Toàn bộ cuốn sách này là bức thư tôi gửi đến bạn. Tôi háo hức được chia sẻ với bạn những gì mình đã học được từ khách hàng, bạn bè và cuộc sống của bản thân. Cuốn sách đồng thời sẽ khơi thông tin từ bạn, chứ không chỉ cung cấp thông tin cho bạn. Trong sâu thẳm tâm hồn, tất cả chúng ta vẫn luôn có những hiểu biết sâu sắc về tình yêu. Tôi chỉ góp một chút công sức bằng việc khắc lên quả táo này, trí tuệ mình nhận được từ vườn địa đàng, cũng như từ những kẻ bị đuổi khỏi nơi đây. Tất cả chúng ta. 1. Tất cả đã bắt đầu ra sao? Có rất nhiều con đường trên cuộc đời này, nhưng rất ít người có thể đi trên con đường quan trọng nhất. Đó là con đường làm người chân chính. Tôi nghĩ anh đang đi trên con đường ấy rồi. Thật tốt khi tôi được thấy điều đó. Thật tốt cho trái tim tôi. Michael Blake, khiêu vũ với bầy sói. Chúng ta sinh ra đã có khả năng khiêu vũ cùng nhau, nhưng không được rèn luyện đầy đủ. Chúng ta phải học các bước nhảy và luyện tập cho đến khi cơ thể chuyển động dễ dàng và duyên dáng. Để đạt được niềm vui khi khiêu vũ cùng nhau, ta cần nỗ lực. Một số người có khiếm khuyết trên cơ thể hoặc thiếu tự tin sẽ phải tập luyện nhiều hơn những người khác. Một số thì bị thương tổn nhiều đến mức không bao giờ có thể khiêu vũ được. Số khác lại được dạy rằng khiêu vũ là một tội lỗi. Các mối quan hệ cũng tương tự như vậy. Trải nghiệm thuở bé sẽ định hình hoặc làm lệch lạc góc nhìn của chúng ta về các mối quan hệ khi trưởng thành. Khi còn nhỏ, một số người đã bị tổn thương hoặc khuyết tật về tâm lý do bị bỏ rơi, kìm hãm hoặc ngược đãi. Và điều này sẽ khiến họ có thể phải mất nhiều năm nỗ lực rèn luyện để hòa hợp với ai đó trong vũ điệu cuộc đời. Một số người trong chúng ta đã bị ngược đãi nhiều đến mức cảm thấy mình buộc phải ngược đãi người khác để trả thù. Một số khác lại từng bị tổn thương nhiều đến nỗi không bao giờ có thể chín chắn yêu ai. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều được dưỡng dục tốt, được thỏa mãn các nhu cầu cảm xúc, nhu cầu được quan tâm, chấp nhận, trân trọng, âu yếm và cho phép. 5 chữ A, khá đủ đầy. Và vì vậy khi trưởng thành, họ dễ dàng xây dựng mối quan hệ lành mạnh với những người khác. Đó là những mối quan hệ tỉnh thức, chứ không phải chiếm hữu mù quáng hay sợ hãi phải gần gũi một ai đó. Tuy nhiên, không ai có thể dễ dàng nuôi dưỡng tình yêu mà chẳng cần học, cũng như không thể dễ dàng khiêu vũ mà không cần được hướng dẫn.
Một số người khiêu vũ rất thành thục, số khác thì không, mặc dù có lẽ họ chỉ đang không thật chú tâm. Tương tự như vậy, một mối quan hệ có thể trông rất hạnh phúc nhưng lại không thật sự gần gũi hay gắn bó. Đây sẽ là một vấn đề rất lớn nếu người trong cuộc quyết định đi đến hôn nhân và sinh con. Nếu là một vũ công, hậu quả họ gây ra khi từ chối cải thiện kỹ năng của mình có thể sẽ chẳng ảnh hưởng đến ai. Nhưng nếu họ làm như vậy trong một mối quan hệ, thì có người sẽ bị tổn thương. Mối quan hệ ở đây là mối quan hệ yêu đương, có thể đang sống cùng nhau hoặc yêu xa. Tiếp theo, sẽ có những người bị ngược đãi nghiêm trọng khi còn bé, với những nhu cầu cảm xúc không được đáp ứng đầy đủ. Do đó, tâm hồn họ tổn thương đến mức không thể dễ dàng gần gũi với bất kỳ ai. Theo thời gian, họ cũng có thể học được cách xây dựng những mối quan hệ lành mạnh, nhưng chỉ khi đã giải quyết được những vấn đề thuở thơ ấu của mình. Trách nhiệm của những người này chính là nỗ lực thực hành và thành thục việc giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp. Những điều có giá trị thường không tự đến. Họ sẽ phải học hỏi, lắng nghe, đối diện với quá khứ, tham gia trị liệu, tìm hiểu con người thật của mình, thay đổi những thói quen đã in hằn nhiều năm, rèn luyện cùng người thương, theo đuổi một phương thức tu tập, đọc và thực hiện theo những cuốn cẩm nang như thế này. Tim tốt là giống như toàn thể nhân loại, họ có tiềm năng thay đổi rất lớn. Cuối cùng, sự lúng túng và những bước nhảy lỗi nhịp sẽ nhường chỗ cho những động tác hài hòa và duyên dáng, minh họa cho bản tình ca lứa đôi đang được ngân lên. Chúng ta đã nghe nói về tác hại của những tổn thương thời thơ ấu có thể gây ra cho các mối quan hệ của mình khi trưởng thành. Nhưng tôi sẽ chọn góc nhìn tích cực khi nói về giai đoạn ấy trong câu chuyện của mỗi chúng ta. Những gì từng xảy ra với chúng ta không quan trọng bằng cách mà hiện tại ta đang nhìn nhận chúng. Nếu tích cực, ta sẽ xem xét chúng như những điều đã giúp mình trưởng thành. Nếu tiêu cực, ta sẽ thấy chúng tiếp tục làm tổn thương mình và những mối quan hệ. Nếu chúng ta có thể cảm thông cho quá khứ, từ đó giảm bớt tác động của chúng đối với cuộc sống hiện tại, ta có thể vừa duy trì những ranh giới của bản thân, vừa gắn bó sâu sắc với người thương của mình. Khi chúng ta có một phương cách đối phó với nghịch cảnh, không gì có thể khiến ta tuyệt vọng được nữa. Chúng ta đã từng nghe nói về những cặp đôi lệ thuộc lẫn nhau khi họ không thể rời bỏ một mối quan hệ đau khổ, không có tương lai. Tuy nhiên, nếu mối quan hệ ấy tái định hình mối liên kết sơ khai giữa bạn với bố hoặc mẹ, việc rời bỏ nó có thể khiến bạn vô cùng bất an. Khi đó, tất cả những viễn cảnh về sự thay đổi, cho dù theo hướng tốt đẹp hơn, cũng trở thành mối đe dọa. Trong trường hợp ấy, điều quan trọng là phải từ bi với chính mình trong khoảng thời gian sự thay đổi diễn ra. Mất nhiều thời gian không có nghĩa là chúng ta hèn nhát hay lệ thuộc, chỉ là ta đang nhạy cảm với áp lực và tâm lý của ta vẫn còn nằm trong sự kìm kẹp của những thói quen cũ. Chúng ta luôn bận tâm đến những mối quan hệ thất bại. Lặp lại thói quen là bản ngã của con người, nhưng thay đổi thói quen mới là điều nên làm. Dù chậm đến đâu, khi chúng ta thay đổi được các phản ứng phòng thủ đã trở thành thói quen bằng những lối hành xử khác đi, những năng lực mới sẽ mở ra và những kỹ năng mới sẽ phát huy tác dụng trong các mối quan hệ của ta. Đó không chỉ là vấn đề thoát ra khỏi vòng kiềm tỏa của ký ức tuổi thơ. Loài người cần phải được hỗ trợ bởi những người thân thiết. Chúng ta phải biết rằng đâu đó trong thế giới rộng lớn và đầy tổn thương này sẽ luôn có thứ gì đó cộng hưởng nhiệt thành với sự tồn tại duy nhất của ta. Con người không thể làm cho điều ấy xảy ra, nhưng có thể cởi mở và đón nhận nó. Nếu hoàn toàn hài lòng với thời thơ ấu của mình, chúng ta sẽ không có động lực để vươn ra thế giới rộng lớn hơn. Con đường trưởng thành bắt đầu khi chúng ta buộc phải rời khỏi tổ ấm an toàn để bước chân vào thế giới của người lớn. Khi không có nhu cầu rời xa, chúng ta có thể bị quyến rũ bởi sự thoải mái trong chiếc tổ của mình, cô lập bản thân khỏi thế giới rộng lớn hơn, từ đó không thể tìm thấy vị trí duy nhất của mình hay cách ta đóng góp cho thế giới ấy theo cách của riêng ta. Điều này cũng lý giải vì sao không một người hay vật nào đáp ứng được toàn bộ tiềm năng sâu rộng của chúng ta. Tự nhiên không đánh mất bất kỳ kẻ hầu nào của mình, vì thế đã sắp đặt để trái tim không bao giờ cảm thấy hài lòng mãi mãi. Nhưng tự nhiên cũng ban cho chúng ta những khoảnh khắc hoàn toàn hạnh phúc với một người hay sự vật nào đó. Đây chính là sự hỗ trợ tinh thần rất lớn. Điều này đã được nhân vật hiệp sĩ trong bộ phim Phong ấn thứ 7 của đạo diễn Ingmar Bergman thể hiện rất xúc động. Tôi sẽ nhớ mãi giờ khắc bình yên này, những quả dâu chín mọng, bát sữa thơm và gương mặt của tất cả các bạn trong ánh hoàng hôn. Tôi sẽ nhớ những lời ta đã nói với nhau và nâng niu những ký ức quý giá này như chính bát sữa tôi đang cầm trên tay đây, thật mãn nguyện. Vâng, chúng ta có thể lưu giữ ký ức về những khoảnh khắc yêu thương chân thật
và nhớ lại chúng để cảm thấy được an ủi. Chúng thậm chí có thể giúp ta mạnh mẽ hơn mỗi khi cảm thấy lạc lõng hay cô đơn. Những người yêu thương ta sẽ luôn ở trong trái tim ta và luôn hiện diện khi ta cần. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. Kinh Thánh, Thánh Vịnh 23:2-4. Tình yêu hay bất kỳ mối quan hệ sâu sắc nào với người khác đều làm cho chúng ta hạnh phúc, không chỉ trong hiện tại, dù nó ngắn ngủi đến đâu. Nó sẽ gợi lại ký ức, giúp ta sửa chữa, khôi phục và cải thiện những sai lầm trong quá khứ. Tình yêu chân thành cũng tạo ra những làn sóng chuyển hóa và đem đến sự thay đổi bên trong chúng ta. Chúng sẽ đưa ta đến với những khoảnh khắc hoàn toàn buông bỏ. Giờ đây, tôi không cần gì nhiều nữa. Giờ đây, tôi không phải đổ lỗi cho bố mẹ mình nữa. Giờ đây, tôi có thể đón nhận tình yêu mà không thèm khát nhiều hơn. Tôi đã thấy đủ đầy rồi. Người nào tiến được tới điểm đó của hành trình mới là người sẵn sàng tiến vào tình yêu. Một môi trường an toàn và đáng tin cậy có 5 chữ A rất cần thiết cho sự phát triển của chúng ta, cả về mặt tâm lý lẫn tinh thần. Chúng ta không giống như những con ốc trong chiếc vỏ của mình. Mỗi người giống như một con chuột túi đang lớn lên trong chiếc túi vậy. Chúng ta được che chở trong bụng mẹ, trong gia đình, trong một mối quan hệ, trong các nhóm hỗ trợ và trong các cộng đồng dân sự lẫn cộng đồng tinh thần. Ở mỗi giai đoạn trong cuộc đời, nội tâm của chúng ta luôn cần được nuôi dưỡng bởi những người yêu thương ta, những người sẽ hòa hợp với cảm xúc và đáp ứng nhu cầu của ta. Một ánh nhìn yêu thương vô điều kiện từ ai đó là sự mở lòng với con người thật của chúng ta. Những người thân thiết sẽ nuôi dưỡng nội lực, tình yêu và sự yên bình trong ta. Họ thấu hiểu và sẵn sàng trao cho ta sự quan tâm, trân trọng, chấp nhận và âu yếm. Họ cho ta không gian để được là chính mình. Không gian ấy chính là yếu tố tạo nên cảm giác an toàn trong một mối quan hệ. Việc của chúng ta là trở thành phiên bản tốt nhất có thể của chính mình. Bản ngã lành mạnh được Freud gọi là sự tổ chức mạch lạc của các tiến trình trong tâm trí, chính là thứ giúp chúng ta có thể quan sát bản thân, tình huống và con người, đánh giá và phản ứng theo hướng mục tiêu đã đề ra. Chúng ta không buông bỏ khía cạnh này của bản ngã, mà xây dựng dựa trên nền tảng ấy. Nó hỗ trợ chúng ta trong các mối quan hệ bằng cách khiến ta có trách nhiệm và ý thức trong những lựa chọn và cam kết của mình. Bản ngã rối nhiễu lại khác, nó là phần bị thúc đẩy hay cản trở bởi nỗi sợ hãi hoặc ham muốn. Khi bị thổi phồng lên, nó được gọi là cái tôi lớn, đi kèm với sự kiêu ngạo, tự mãn, chấp trước và thích kiểm soát người khác. Đôi khi, nó lại khiến ta tự phủ định bản thân và xem mình như nạn nhân của người khác. Bản ngã rối nhiễu chính là thứ chúng ta phải buông bỏ. Đây là một nghĩa vụ tâm linh của chúng ta trong cuộc đời này. Sự tàn nhẫn của nó sẽ phá hủy các mối quan hệ và đe dọa lòng tự tôn của chúng ta. Tâm lý học phương Tây coi trọng việc xây dựng nhận thức về bản thân hay bản ngã. Ngược lại, đạo Phật coi trọng việc buông bỏ ảo tưởng về một bản ngã độc lập, cố hữu. Hai luồng quan điểm này dường như mâu thuẫn nhau, cho đến khi chúng ta nhận ra Phật giáo đã đặt ra một ý thức hết sức lành mạnh về bản ngã. Phật Pháp không khuyên con người từ bỏ việc xây dựng năng lực và sự tự tin, từ bỏ vun đắp cho các mối quan hệ, từ bỏ khám phá mục đích của cuộc sống hay hoàn thành các trách nhiệm của bản thân. Trước tiên, chúng ta phải thiết lập một bản ngã trước khi có thể buông bỏ. Bản ngã ấy chỉ là tạm thời, chứ không phải thực tại bền vững và vĩnh hằng. Nhận thức được sự không tồn tại của một bản ngã cố hữu và hữu hạn là cách chúng ta nhìn ra được tiềm năng vô tận trong chính mình. Đó chính là Phật tâm hay Phật tính của chúng ta. Con người hoàn toàn có thể vượt lên bản ngã hữu hạn của mình. Ban đầu, các bậc giác ngộ tìm thấy sự an lạc trong thiền định. Nhưng sau đó, lại có một động lực thôi thúc họ trở lại với thế giới nhiễu động của con người, cùng mong muốn tế độ chúng sinh. Đây là lý do hành trình của chúng ta là một hành trình đầy can đảm và cũng đầy nghịch lý. Điều này không có nghĩa là tất cả chúng ta phải sống một cuộc đời không ngừng phục vụ nhân loại. Chúng ta sẽ tròn đầy khi thể hiện được khả năng yêu thương của chính mình, theo cách của riêng mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Reading Books số 156. Trưởng thành khi yêu sẽ cụ thể hóa một khái niệm hết sức trừu tượng là những mối liên hệ tình cảm mà tất cả chúng ta đều xử trí trong suốt cuộc đời. Thông qua thực hành chánh niệm và tâm từ, độc giả sẽ bước vào một hành trình đưa tới phúc lạc, tỉnh thức và kết nối sâu sắc đến bản thân. Chúc các quý bạn đọc thân tâm luôn an lạc. Thái Học Books xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của Reading Books nhé!